Thần đồng Annan tới Đài Loan, dự đoán thảm họa sẽ diễn ra vào năm 2025. Thị trường chứng khoán Mỹ sắp sụp đổ. Không chỉ có khả năng dự đoán những sự kiện lớn trên toàn cầu, thần đồng Ấn Độ Annan còn tuyên bố có thể nhìn thấy số phận trong tương lai của Đài Loan. Trong quá khứ, Annan đã dự đoán chính xác cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, chiến tranh giữa Israel và Palestine, thậm chí cả tương lai của tập đoàn sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới, TSMC, cũng nằm trong những lời tiên tri của anh. Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống khám phá một số lời tiên đoán mà thần đồng Ấn Độ Annan đã đưa ra tại cuộc phỏng vấn tại Đài Loan trong video ngày hôm nay. Khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Bắt đầu buổi phỏng vấn, MC đã hỏi về bối cảnh gia đình của Annan. Anh cho biết mình xuất thân từ một gia đình có truyền thống sâu sắc trong việc nghiên cứu chiêm tinh Vệ Đà, một bộ tri thức cổ đại ở Ấn Độ được truyền từ tổ tiên của anh. Annan có một người chị gái sống cùng với bố mẹ ở miền Nam Ấn Độ, còn bản thân anh hiện đang sống giữa Bangalore và Mayros. Từ nhỏ, Annan đã có một niềm đam mê mãnh liệt với chiêm tinh học và nhận được sự hướng dẫn tận tâm từ gia đình. Anh tự học và trở thành một chuyên gia có hiểu biết sâu rộng về nhiều ngôn ngữ như Sanskrit, Tamil, Kannada, Hindi và Nepali. Tiếp theo, MC đã hỏi Annan về những lĩnh vực khác ngoài chiêm tinh học trong những dự đoán về tương lai. Anh đã trả lời rằng, ngoài việc dựa vào trực giác để dự đoán, thì thiền còn giúp bản thân anh quan sát mọi thứ một cách bình tĩnh, khiến cho dự đoán trở nên chính xác hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào trực giác thì chưa đủ, mà cần phải kết hợp tính toán và suy nghĩ về các khả năng khác nhau. Trong buổi phỏng vấn, MC có nhắc đến việc Annan có khả năng dự đoán thiên tai, sự kiện chính trị, xu hướng kinh tế và sự lây lan của bệnh tật. Ngoài ra, anh còn có thể dự đoán các sự kiện lớn toàn cầu như động đất, sóng thần. Trong quá khứ, anh đã từng dự đoán thành công nhiều cuộc chiến tranh, bao gồm xung đột giữa Nga và Ukraine, cũng như xung đột giữa Israel và Palestine. Anh thậm chí cung cấp dịch vụ phân tích tình hình kinh tế cho cá nhân và doanh nghiệp. Về độ chính xác của những dự đoán, Annan thừa nhận xác suất không phải là 100%, nhưng anh cam kết sẽ không ngừng nâng cao trình độ dự đoán. Theo thống kê, tỷ lệ chính xác trong dự đoán của Annan lên tới 89%. MC vô cùng tò mò rằng, liệu anh có thể dự đoán số phận của người khác không? Annan khẳng định là có, với điều kiện dựa trên thông tin ngày sinh của người được dự đoán, để vẽ biểu đồ sao nhằm dự đoán diễn biến vận mệnh của họ. Về kế hoạch nghề nghiệp, Annan cho rằng thuật chiêm tinh và dự đoán chỉ là một phần trong công việc của mình, bởi anh ấy cũng là cố vấn cho nhiều công ty năng lượng bền vững và quản lý một số lĩnh vực kinh doanh. Đồng thời, Annan còn giảng dạy tiếng Phạn, tiếng Tamil, chiêm tinh và chiêm tinh toán học. Vì đây là buổi phỏng vấn tại Đài Loan, nên MC đã hỏi Annan về dự đoán tương lai phát triển của đất nước này. Sau khi nghiên cứu về là số chiêm tinh của Đài Loan, Annan khẳng định rằng bản sắc dân tộc của Đài Loan sẽ không bao giờ biến mất. Độc lập vẫn sẽ được giữ vững dù có sự thay đổi quyền lực. Tuy nhiên, anh cảnh báo rằng từ năm 2025 trở đi, Đài Loan có thể phải đối mặt với một số thách thức lớn. Vì đây là chủ đề khá nhạy cảm nên Annan không đề cập thêm. Ngoài ra, anh cũng đã phát biểu về sự phát triển thể thao của Đài Loan. Anh thừa nhận bản thân vẫn còn hơi mơ hồ về chủ đề này nên chưa có kết luận rõ ràng về điều tốt hay xấu trong tương lai. Trước đây, tại buổi họp báo nhân sự kiện hội nghị blockchain, khi được hỏi về vấn đề liên quan đến TSMC, Annan đã chia sẻ rằng mặc dù có nhiều yếu tố phức tạp, nhưng trong hầu hết các khía cạnh, anh cho rằng điều này có lợi cho Đài Loan. Tuy nhiên, anh cũng chỉ ra rằng từ năm 2025, Đài Loan có thể sẽ phải đối mặt với một số vấn đề thách thức. Khi được hỏi bản thân có quan điểm gì về sự phát triển tương lai sắp tới của TSMC, Annan đã kiên định bày tỏ sự lạc quan đối với triển vọng của công ty này và cho rằng có thể trong giai đoạn từ năm 2025 đến 2026, TSMC sẽ phải đối mặt với một số khó khăn nhỏ, nhưng nhìn chung, công ty sẽ vẫn sở hữu giá trị thị trường khá cao, đặc biệt trong vài thập kỷ tới. Vào khoảng 20 năm tiếp theo, TSMC sẽ có sự tăng trưởng nhanh chóng hơn, nhưng Annan cũng nhắc nhở rằng các quốc gia khác vẫn đang nỗ lực phát triển công nghệ sản xuất bán dẫn. Mặc dù họ có thể không đạt được tầm cao như TSMC, nhưng cuộc cạnh tranh chắc chắn sẽ trở nên khốc liệt hơn.
Tại buổi phỏng vấn, MC có nhắc đến dự đoán chính xác về cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Ngoài ra còn thảo luận về cách anh sử dụng thiên văn và phân tích dữ liệu để tiết lộ những sự kiện lớn trong tương lai. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và thị trường chứng khoán cũng như cảm xúc của ông về sự nghiệp của mình. Thông qua thiên văn, Adnan thậm chí còn dám đưa ra dự đoán về xu hướng tương lai của thị trường chứng khoán Mỹ. Anh không những đề cập đến cách mà mình sử dụng trí tuệ cổ xưa và phân tích dữ liệu hiện đại để giải mã thiên văn nhằm dự đoán thiên tai, chiến tranh và xu hướng kinh tế, mà còn đưa ra cái nhìn sâu sắc về sự phát triển tương lai của Đài Loan. Đối mặt với câu hỏi của người dẫn chương trình rằng anh có thể dự đoán người kế nhiệm Tổng thống Mỹ tiếp theo là Trump hay Harris, Adnan thành thật trả lời rằng thực sự là một nhiệm vụ rất thách thức vì quá trình bầu cử liên quan đến nhiều yếu tố phức tạp và có nhiều biến số. Hơn nữa, chúng ta không rõ ngày sinh cụ thể của Trump và Harris. Điều này chắc chắn làm tăng độ khó trong việc dự đoán. Tuy nhiên, dựa trên một số dữ liệu phân tích khác, Adnan dự đoán rằng Đảng Cộng Hòa có khả năng cao hơn để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Trước tình hình nước Mỹ hiện tại, MC đã đưa ra một câu hỏi rằng Adnan có nghĩ thị trường chứng khoán Mỹ sẽ sụp đổ hay không? Anh thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng cá nhân anh cho rằng thị trường chứng khoán Mỹ sẽ không sụp đổ, nhưng năm 2025 có thể sẽ là một thời kỳ tương đối khó khăn. Điều này không có nghĩa là thị trường chứng khoán sẽ xảy ra sự sụp đổ theo nghĩa thực sự, mà có thể chỉ trải qua một số điều chỉnh. Nội dung buổi phỏng vấn kết thúc bằng việc Adnan giải thích chi tiết cách anh dự đoán thành công các sự kiện lớn như xung đột giữa Nga và Ukraine hay xung đột giữa Israel và Hamas. Anh tiết lộ bản thân chủ yếu sử dụng phần mềm đặc biệt để quan sát sự thay đổi của các hiện tượng thiên văn. Ví dụ, vào thời điểm đúng 4 ngày trước khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng nổ, Adnan đã chú ý đến cách sắp xếp các hành tinh trên bầu trời, rất giống với giai đoạn xảy ra sự kiện 911, đặc biệt là vị trí của sao Hỏa. Để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, Adnan đã nghiên cứu sâu về hiện tượng thiên văn trong thời gian xảy ra hai sự kiện và xem xét một số tài liệu cổ đại, bởi những trí tuệ của người xưa luôn là thông tin quý báu. Việc phân tích dữ liệu hiện đại giúp anh nắm bắt chính xác hơn các sự kiện có thể xảy ra trong tương lai. Cuối cùng, Adnan thông qua việc tổng hợp tất cả những thông tin, phân tích sâu sắc các dữ liệu quan trọng cùng tính toán nghiêm ngặt và sự thấu suốt sâu sắc, anh đã phát hiện ra rằng ngay cả trong hai sự kiện gây chấn động toàn cầu như sự kiện 911 và xung đột Israel-Hamas tháng 10 năm 2023, bầu trời cũng đã xuất hiện những hình ảnh cực kỳ giống nhau. Adnan đã dựa vào những dấu hiệu này dũng cảm đưa ra dự đoán về những vụ tấn công khủng bố tương tự rất có thể sẽ lại xảy ra và nhanh chóng đăng tải một video cảnh báo trên các nền tảng mạng xã hội, nhắc nhở công chúng rằng có khả năng họ sẽ phải đối mặt với những vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng. Điều đáng ngạc nhiên là không lâu sau đó, vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, Hamas quả thật đã tấn công Israel. Dự đoán thành công của Adnan một lần nữa chứng minh rằng việc nghiên cứu các hiện tượng thiên văn cho phép chúng ta cảm nhận và có những biện pháp đề phòng trước khi các sự kiện xảy ra, từ đó giảm thiểu thiệt hại tới mức có thể. Người dẫn chương trình bày tỏ thắc mắc với Adnan rằng bản thân anh đã được chú ý từ nhỏ. Điều này có thể làm anh cảm thấy áp lực tâm lý nặng nề không? Khi nói về chủ đề trên, Adnan chia sẻ rằng đôi lúc bản thân cũng không tránh khỏi áp lực bởi vì nhiều người kỳ vọng anh có thể đưa ra những dự đoán chính xác và sâu sắc. Do đó, để đáp ứng mong đợi lớn lao của người theo dõi, anh phải nỗ lực hết mình để nâng cao khả năng dự đoán của bản thân. Nhưng vì Adnan rất yêu thích công việc của mình, nên những áp lực ấy cũng không vượt quá khả năng chịu đựng. Adnan giải thích thêm rằng, bên cạnh sự yêu mến và kỳ vọng từ người theo dõi, anh cảm thấy mình đang góp phần vào xã hội thông qua các dự đoán. Mỗi lần đưa ra dự đoán, Adnan luôn nỗ lực hết sức để kêu gọi mọi người quan tâm đến động vật, bảo vệ môi trường và tôn trọng người khác, mang lại ảnh hưởng tích cực cho thế giới theo cách riêng của mình. Ngoài ra, câu hỏi nhiều người mong chờ nhất là liệu rằng trong thời thơ ấu, anh đã bị gia đình lợi dụng để trở thành công cụ nổi tiếng trên mạng nhằm thu lợi kinh tế như những thông tin được lan truyền hay không? Adnan tỏ ra vô cùng bình thản bởi vì các thành viên trong gia đình anh đều rất hiền hòa và tốt bụng. Họ sống ở ngoại ô thành phố nên rất ít bạn bè và người thân quay video. Dù vậy, Adnan vẫn thừa nhận trong năm nay, anh chỉ quay 6 video nhưng lại thường xuyên bị truyền thông đưa tin. Về điều này, anh chỉ có thể nhấn mạnh rằng cha mẹ chưa bao giờ ép anh làm bất cứ điều gì. Mỗi khi Adnan muốn chia sẻ thông tin quan trọng với công chúng, anh sẽ cầm một chiếc máy quay nhỏ, tự mình kể lại và tải lên các nền tảng xã hội. Cả gia đình chưa bao giờ thực hiện bất kỳ hình thức quảng bá nào. Bạn nghĩ gì về thần đồng tiên tri người Ấn Độ này? Liệu dự đoán mới nhất của Adnan có đáng tin cậy hay không?
Mời các bạn để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận.